Galaxy A54, điện thoại dòng A và mang thiết kế dòng S, mang cho mình con chip mới ra lò của Samsung Exynos 1380 thì sẽ thể hiện như thế nào? Hãy xem hết video để biết nhé. Hiện sản phẩm Samsung Galaxy A54 5G đang được bán tại Savonet với mức giá chỉ từ 9.990.000 đồng, đi kèm là nhiều phần quà cực kỳ hấp dẫn như tặng tai nghe không dây Samsung Galaxy Buds 2 trị giá 2.990.000 đồng, hoàn 500.000 quà ví điện tử và còn rất nhiều ưu đãi hấp dẫn nữa. Hello các bạn, mình là Hoàng Anh, chào mừng các bạn quay trở lại với Savonet. Đầu tiên là về thiết kế thì Samsung năm nay đã làm mới dòng A quá tốt, đến nỗi là khi mình mới cầm vô mình nghĩ đây là một con trong S23 series cơ. Nó mang một cái thiết kế ở giữa S23 Plus và S23 tiêu chuẩn, thì phải nói là quá đẹp. Thiết kế nguyên khối vừa được hoàn thiện từ chất liệu nhựa nhưng là nhựa cao cấp, thế nên là cảm giác cầm nắm rất chỉ là thoải mái và mịn màng, không hề có một chút gì gọi là lấn cấn cả. Các cạnh viền thì liền mạch, nó tạo nên một cái sự phải nói là thỏa mãn con mắt. Trên tay mình đây là phiên bản màu tím, ngoài ra chúng ta sẽ còn có phiên bản màu khác như là màu đen và một màu khá là nổi bật mình khá thích, đó chính là màu chanh, nhưng mà hơi tiếc là không có ở đây. Mặt trước á sẽ được làm phẳng hoàn toàn, không còn hơi bơ cong nhẹ như năm ngoái nữa. Còn mặt lưng chúng ta sẽ có mặt lưng kính, sẽ hơi để lại mồ hôi và dấu vân tay nhưng không sao hết, ốp lưng sẽ giải quyết được tất cả. Về màn hình thì chúng ta sẽ có một số điểm tốt vẫn được duy trì như là màn sub AMOLED này, tần số quét vẫn là 120Hz này, thế nên là vẫn rất là mượt mà và trơn tru. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một số thay đổi, đây gọi là cải tiến, thì độ sáng được đẩy lên 1000 nit. Ở điều kiện ánh sáng mặt trời thì màn hình nhìn rất là rõ ràng, rất ok luôn, không bị cháy sáng quá, cũng không bị tối quá, rất là dễ chịu mắt. Tiếp đến sẽ là về camera. Đầu tiên là về thiết kế trước thì như bạn đã thấy chúng ta sẽ không có cái khung viền chữ nhật lồ lên như mọi dòng máy năm ngoái nữa, mà thay vào đó sẽ được làm phẳng hoàn toàn. Từng cụm camera sẽ có viền kim loại bao bọc. Và đây sẽ là thông số chi tiết của cụm cam năm nay. Thì các bạn có thấy là nó hơi lùi không? Không phải là 64MP nữa mà thay vào đó là 50MP. Nhưng bù lại chúng ta sẽ có quay video 4K và có chống rung quang học OIS như thế này đây. Đây là video mình vừa đi bộ vừa quay lại, thì như các bạn thấy là chống rung hoạt động rất tốt, rất là ổn định, các chi tiết xung quanh mượt mà, chất lượng ok. Ngoài ra chúng ta còn một điểm bù trừ nữa, đó chính là thuật toán chụp hình và xử lý ảnh của con này rất là xịn, nó y chang như trên con S23 tiêu chuẩn luôn. Thế nên là cái tính năng và cái khả năng chụp hình của con này nó nằm ở cái tầm khác xa so với những con dòng A trước đây, và chất lượng hình ảnh cho ra cũng rất là tuyệt vời luôn. Đây là hình ảnh chụp đêm, và theo như mình thấy thì cái khả năng chụp đêm của con này là một cái điểm đáng tiền so với con điện thoại dòng A. Cái chất lượng chụp đêm của nó gần như tương đương với dòng S luôn nha. Hiệu năng là một điểm nổi bật trên con này, khi mà năm nay nó sở hữu một con chip phải nói là mới hoàn toàn của Samsung luôn, Exynos 1380. Đây là phiên bản tiến hóa từ 1280 năm ngoái. Và một cái nâng cấp nữa đó chính là GPU là 5 nhân, thế nên là trải nghiệm và sử dụng của người dùng sẽ tốt hơn rất nhiều. Mình đã có chấm điểm AnTuTu và Geekbench trên con này nhưng mà nó không có đạt được số điểm tối đa như là mấy anh bên Trung Hoa. Và với số điểm như vậy thì nó chắc chắn sẽ chơi được những tựa game như là Liên Quân. Chơi con game này thì gọi là quá dễ dàng so với con chip Exynos 1380 rồi, cứ phi gọi là max setting lên và vô tư luôn, không có hiện tượng giật lag hay là nóng máy gì cả. Còn về bước chi chúng ta có thể chơi được ở chế độ smooth và 60fps, tuy nhiên máy sẽ hơi nóng nhưng bù lại không bị giật lag và tốc độ phản hồi nhanh và chính xác trong các pha xả súng. Và cuối cùng sẽ là Genshin Impact, tự game này vẫn chơi được nha, nhưng mà ở 30fps thì mượt, ổn định. Không nên max setting ở 60fps đâu, vì dù sao á đây cũng chỉ là một con điện thoại với con chip mới tầm trung mà thôi. Cuối cùng sẽ là về thời lượng pin. Bình thường ở trên con S23 tiêu chuẩn á, sẽ là 3800, Plus là 4900 và Ultra là 5000. Và điều đặc biệt ở đây á, là trên con dòng A này pin nó cũng là 5000 luôn, là các bạn đủ hiểu là thời lượng pin nó trông như thế nào đúng không? Chúng ta có thể sử dụng cái thiết bị thông thường cả ngày dài mà không lo lắng gì cả. Còn chơi game á, có thể chơi được 5 đến 6 trận liên quân liên tục và có thể sạc đầy 100% pin trong vòng gần 1 giờ gì đấy. Ok, thì đúng như tiêu đề luôn, điện thoại dòng A, giá của dòng A nhưng mà chúng ta sẽ có những tính năng và giao diện gần như là S luôn, cực kỳ hời. Hiện sản phẩm Samsung Galaxy A54 5G đang được bán tại Savonet với mức giá chỉ từ 9.990.000 đồng, đi kèm là nhiều phần quà cực kỳ hấp dẫn. Và đừng quên like, share và subscribe cho Savonet. Tạm biệt.